Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình view cho mọi người cái con ThinkBud Yoga ha. Cái loại này thì màn hình cảm ứng nè mọi người nè. Màn hình cảm ứng 12.5 inch và có thể là lật ngược 360 độ ha. Cái này thì mình sẽ giới thiệu sau, bây giờ mình đi sơ cái ngoại hình của nó cái đã ha. Phím màu rất là đẹp nha mọi người. Phím như vậy là đẹp rồi. Phím đẹp rồi, rất là mềm êm. Phím đẹp, không có mờ chữ một tí nào hết trơn á. Con này thì cấu hình của nó cũng ok thôi, cấu hình thì phù hợp với văn phòng. Phù hợp với văn phòng nó là có i3 thôi, từ từ em sẽ báo cái cấu hình cho mọi người nha. Cái màn hình thì đẹp. Cái phím rồi cũng đẹp, bàn để chuột nha, ca chuột rồi đó, mịn lắm mọi người, mịn cực kỳ luôn á. Cũng còn rất là đẹp. Giá chỉ có 3 triệu 2 thôi, nhưng mà như thế này nè, đây review cho mọi người xem ha, rồi báo cấu hình luôn. Đây nè, khi mà mình gấp lại 360 độ ha. Là mọi người thấy cái phím không? Để ý nha, để ý cái phím này nha. Để cái phím này gấp lại. Cái phím nó lồi vô trong, cái phím nó thấp xuống nè mọi người nè. Nó lồi cái phím vô trong để chi? Để khi mà mình gấp lại như thế này mình sử dụng nè. Thì á là cái mình đè lên á thì cái phím nó không có bị dính đất hay là không bị mòn á mọi người. Phím nó thụt vô trong nè mọi người nè. Rất là thông minh luôn, thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đồ cổ nhưng mà thông minh quá trời luôn ha. Phím nó lồi vô trong nè, mình mở ra phím nó thể lồi lên. Ha, mình nhấn không được đâu mọi người. Đó. Khi mà như vậy thì đâu rồi? Đây, nó đây. Cảm ứng ha. Cảm ứng sử dụng. Đây nha mọi người, thì sử dụng thôi. Thì chắc thì do em cầm cái kiểu gì. Đây, 12.5 inch. Cái cấu hình của nó nè. Đâu rồi? Cấu hình nè. Ha. Cơ i3 4030U. Nó là Win 8 thôi mọi người nha. Ví dụ như chạy Win 10 thì hơi chậm, nhưng mà Win 8 thì nó cũng nhanh lắm. Thế em thấy nó cũng mượt. Dự RAM 4GB, SSD là... À con này chạy HDD 500GB nha mọi người. Nói chung là máy nó thì cũng trong cái tầm tiền này á, thì mà một con Yoga rồi cảm ứng như thế này á, thì cũng rất là ok. Tại vì nó là ThinkBud cho nên nó chạy cũng nhanh mọi người. Có thể là lướt web, nghe nhạc, xem phim, là sử dụng những cái phần mềm Word, Excel rồi là vô tư ha. Nói chung là cấu hình văn phòng học online nè mọi người, có camera trước sau, có camera trước luôn để mình học online rồi đó. Phím cũng còn đẹp, làm việc được cũng vô tư. Nói chung là RAM 4 HDD 500, con như thế này ha, 3 triệu 2. Cái ngoại hình thì cũng còn được, không có sức mẻ nhiều. Hôm qua cái dấu này là cái dấu của cái sticker cũ á, người ta lột ra thì mình thấy cái dấu mờ mờ thôi mọi người. Nhìn thì nó cũng tương đối, không có nổi nào. Phía sau này, à để coi cái ngõ kết nối coi. Các ngõ kết nối này thì USB nè, HDMI nhỏ nè mọi người. Nó ghi HDMI nhỏ ha. Rồi thẻ nhớ gì đây. Bên này là cũng USB, ngõ sạc, rồi tai nghe. Đó, nói chung là vậy. Nhưng mà được cái là nó gập á mọi người. Nó gập cho nên nó là rất là ok luôn. Đặc biệt cái chỗ này nè. Đó, nó lồi như vậy, thấy không? Mọi người thấy không? Nó lồi lên nè. Đó, như vậy thì nó lồi lên mà khi gập xuống nó thông minh lắm. Đó, từ từ cái phím nó mịn luôn, nó bằng luôn. Đó. Rồi ok mọi người ha, 3 triệu 2 máy kèm sạc nha mọi người. Màn hình cảm ứng lật 360 độ. Máy hoạt động hoàn hảo á mọi người. Pin cũng còn rất là ok. Máy kèm sạc 3 triệu 2, ai chốt thì inbox mình ha. Có thể là nó cái con này đời cũ, nó sản xuất 2014. Mình cũng nói thẳng luôn là vậy để mọi người khỏi phải thắc mắc là năm nào. Đây nè. Đây nè, tháng 7 2014 nè. Nhưng mà vẫn còn là sử dụng văn phòng rồi là ok vô tư luôn nha mọi người. Nó đang là Win 8. Nó đang chạy Win 8 nha. Đó, thì dành cho những ai yêu thích đồ cổ, đồ sưu tầm, gặp tới quán cà phê đi xem phim, nghe nhạc, đọc báo cũng rất là ok luôn mọi người ha. Máy kèm sạc, cảm ơn mọi người rất là nhiều, ai chốt thì inbox em.